Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An rất vui rất là háo hức muốn gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cô gái Tuyết Nhung của chúng ta lên thành phố học tập và bây giờ đang đi làm tại một bệnh viện và sau khi mà bước vào bệnh viện này thì cô đã gặp ngọc nghĩa và tình cờ cô lại gặp lại cao phong người bạn từ thuở thiếu thời đúng không ạ và không biết được rằng mối quan hệ giữa ngọc nghĩa cao phong và tuyết nhung sẽ ra sao tâm an sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo trong câu chuyện này hãy cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho tâm an nhé và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an bằng cách like chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngọc Nghĩa thả cầm nhung xuống Rồi anh quay ngược lại về chung cư Từ khi hai mẹ con cậu ta Được ba đưa về làm vợ sau Anh không thích tí nào Vì hai mẹ con cậu ta Nên hai ba con anh mới hay cãi nhau đến như vậy Bởi vậy anh không chịu nổi Nên mới ra ngoài sống Anh chợt nhớ ra có lần anh dọn đồ Thì thấy tấm ảnh từ trong túi bên cạnh của Cao Phong Ở bên cạnh túi của anh rớt ra Là hình một cô gái Mà không ai khác chính là cô thực tập này nhưng càng nghĩ lại không phải gặp trong hình mà còn gặp ở bên ngoài anh nghĩ mãi thì chợt nhớ ra cách đây hai năm anh có đến trường dạy học vô tình đụng phải một cô bé lúc đó khuôn mặt vội vã ánh mắt to tròn cộng với hai má lúm đồng tiền mà xin lỗi vội vàng anh thì ra chính là cô gái này là người đã đụng vào người anh đúng là có duyên với nhau nhưng mà làm sao cho hai mẹ con cao phong rời khỏi ngôi nhà anh sẽ tìm mọi cách để hai người đó rời khỏi ngôi nhà của anh. Đang lái xe thì tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào thì là số của ba anh, mặc kệ tiếng chuông ấy, nhưng không biết có chuyện gì mà gọi liên hồi, anh bực sọc bấm máy. Bà gọi con có chuyện gì? Ngọc Nghĩa, à, con về nhà xem gì hả? Dì con đang ngất xỉu. Bà hãy gọi điện cho bệnh viện, gọi cho con làm gì? Người ba chọn là bà ta cơ mà. Ba gọi rồi nhưng bây giờ ba không biết phải làm thế nào Còn nhanh về đi Còn con trai của bà ta đâu Thầy bà chưa gì đã tắt máy Anh thở dài Nhưng bởi vì anh là bác sĩ Thầy chết mà không cứu Thì cũng không được Anh vội vàng lái xe Nhanh chóng về nhà Vừa mới bước vào nhà Nhìn thấy ba cùng với Cao Phong đang ngồi bên cạnh bà ta Ngọc Nghĩa bước tới và hỏi Sẽ cấp cứu chưa tới à? Hai người không biết đưa bà ta đi hay sao Mà còn gọi cho con Ông Huy lúc này đứng lên Tôi lo cho anh đi học bác sĩ để làm cái gì Anh mau qua xem Dì anh bị làm sao đi Ngọc Nghĩa không nói gì nữa Mà đi tới xem bà ta như thế nào Khám xong anh lên tiếng Xe cấp cứu sắp tới Bà hãy đưa bà ta tới bệnh viện đi Bây giờ tới đó Khám tổng quát hết đi Vừa mất dứt lời thì xe cấp cứu cũng tới Ba cùng với Cao Phong tới bệnh viện Còn Ngọc Nghĩa thì lái xe về chung cư Cẩm Nhung vừa mới tắm xong Bước ra ngoài Đến bên bếp nấu mì tôm ăn Từ bây giờ trở đi cô sẽ bận hơn Nên không có thời gian nấu ăn như thời đi học nữa Bây giờ nhìn đồng hồ Đã 8 giờ tối Cô lấy điện thoại gọi cho ba Alo con gái đi à Dạ con đây à Hôm nay thực tập có tốt không con Dạ tốt bà Thế dạo này dưới nhà thế nào ba? Ngày mai nhà bắt đầu khởi công làm nhà, lần này ba xây rộng ra để sau này con về ở. Dạ vâng, con thực tập xong rồi, con về con ở với ba. Nếu chuyện đầy tốt ý, thì con cứ ở lại mà làm, thành phố tốt hơn ở quê mình con ạ. À? Dạ thôi, con muốn ở gần ba cơ. Sau này rồi tính, bây giờ cứ lo thực tập có cái bằng. Thôi mà ngủ sớm đi, mai mà còn đi làm. Dạ vâng. Con biết rồi, chúc ba ngủ ngon. Nói xong cầm nhung tắt máy rồi bắt đầu ăn tối. Xong rồi cô lên giường ngủ sau bao nhiêu ngày mệt nhọc. Sáng hôm sau cô dậy sớm để tới bệnh viện vì hôm qua xe cô bị hỏng nên phải ở lại bệnh viện. Nay cô đi sớm để mang xe đi sửa. Giờ gọi xe grab đi, vừa mới tới bệnh viện cô đi tới dắt xe ra ngoài thì bảo vệ hỏi cô: xe bị lắm sao đấy? Dạ xe cháu bị hỏng bác ạ. Nỗ máy mãi không lên Bác biết gần đây có chỗ nào sửa xe không ạ à? Cháu có đi một đoạn là có Đi nhanh lên mà vào mà làm Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Nói xong cầm nhung dắt xe rời khỏi bệnh viện Đi theo hướng bác bảo vệ chỉ Vừa mới tới nơi cô thở Phi phò vì quá mệt Chú ơi, sửa xe cho cháu với Cháu để mãi mà không lên à Chờ tôi một tí Mà giờ tôi còn sửa cái xe này chưa xong Cô có đợi được không Dạ chú ơi, cháu sắp đến giờ làm rồi Cháu làm bệnh viện bên kia Có cái gì chưa nay cháu ra lấy có được không ạ? À? Ừ, cứ để đấy đi Chưa ra rồi lấy Yên tâm không mất được đâu Dạ vâng, cái xe cà tàng thế này Ai mà lấy hả bác? Dạ, cháu cảm ơn trước ạ à? Cô vội vã đi về bệnh viện Vừa bước vào thì nhìn thấy bác sĩ Ngọc Nghĩa Cũng đang bước vào Dạ, em chào bác sĩ Cậu cứ gọi tôi bằng tên Không cần phải gọi bác sĩ giống như bệnh nhân dạ vâng ạ à. chào xong cô đi tới phòng của y tá khoác chiếc áo blue rồi bước ra ngoài đang đi tới thì được chị y tá tên là mai gọi cô em là thực tập mới có phải không em qua phòng hồi sức đi bên đó đang cần người dạ vâng nghe chị ấy nói cô nhanh chóng đi tới phòng nhưng lại bị gọi lại bởi ngọc nghĩa cầm nhung cô vào phòng tôi có việc bây giờ cô không biết phải nghe theo ai nhưng ngọc nghĩa là trường khoa cô phải nghe theo cô quay bước đi theo anh cao phong lúc này cũng đang từ trong phòng hồi sức đi ra đang định đi tới phòng của ngọc nghĩa thì điện thoại trong túi reo lên anh đang ở đâu em đang ở nhà anh đây mẹ anh đang ở bệnh viện anh chưa về được vậy em qua bệnh viện thăm mẹ anh nhé nghe thì nói như vậy cao phong không thể nào từ chối ừ um, em qua đi anh chờ ở đây Tắt máy xong thì Phong định đi tiếp, nhưng giờ mua thức ăn cho mẹ nên anh tiến về căng tin. Cô đi theo bác sĩ Ngọc Nghĩa bước vào phòng, chuẩn bị những thứ dụng cụ lát sau bệnh nhân vào khám, cô cũng tất bật theo bác sĩ Ngọc Nghĩa, nhìn anh ta đúng là một bác sĩ giỏi. Thế là buổi thăm khám đã xong xuôi, cô nhìn vào đồng hồ cũng tới giờ ăn trưa, bệnh nhân ra về hết, chỉ còn lại cô và Ngọc Nghĩa. Anh không đi ăn à? Lát nữa tôi mới đi đến giờ rồi cô đói rồi đúng không cô đi ăn đi thấy nghĩa nói như vậy cô cũng hơi ngại anh ta chưa ăn thì phận như cô làm sao mà dám đi ăn chứ thế là cô lại tiếp tục dọn dẹp về phía bên phòng ngọc nghĩa mài làm việc thì quay qua vẫn thấy cô bé đứng đó và đang sắp xếp đồ anh thấy như vậy đứng lên đi về phía cô sao không đi ăn còn ở đây chứ dạ em chưa đói có phải là cô thấy tôi chưa đi nên cô không đi đúng không ờ dạ vâng thấy anh không đi nên em không dám đi ạ à? chưa tôi đói cô cũng đói theo tôi à thôi được rồi bây giờ đi ăn tôi cũng đi cùng dạ vâng ạ à. vừa dứt lời xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô nghe vậy bước ra ngoài thì thấy một bác sĩ nữ nhìn cô cô gái này chắc lớn hơn cô vài tuổi nhưng nhìn rất xinh đẹp cô gật đầu chào hỏi dạ em chào chị chào em Mới đến đây à? Hôm nay chị mới gặp. Dạ vâng, em đến đây thực tập à? Vậy thì cố gắng lên nhé. Dạ em cảm ơn. Chị tìm bác sĩ Ngọc Nghĩa à? Đúng rồi em, thấy anh Nghĩa đâu? Dạ bác sĩ đang ở trong phòng. Thôi em chào chị, em đi ăn cơm à Nói xong cô bước ra ngoài, nhìn chị ấy xinh đẹp thế kia, chắc là người yêu của bác sĩ Nghĩa. Chồng hai người thật là xứng đôi. Đến căng tin lấy thức ăn nhìn xung quanh, ai cũng nhìn cô làm cô cảm thấy ngại ngùng cô mới tới đây có làm gì đâu cô bê thức ăn đi đến một góc và ngồi xuống đang ăn thì có một y tá trẻ đẹp đến bên cạnh cô và ngồi xuống dạ em chào chị em không nhớ chị à mới hôm qua mà quên chị nhanh thế cô ngẩn ngơ suy nghĩ sau đó chợt reo lên à chị là y tá hôm qua cùng em đỡ một thai phụ có phải không ạ à? đúng rồi chị đây tưởng em không nhớ em mà em không nhớ mọi người nhìn em khác lắm chị mà chị tên gì ạ à? chị tên là bích phượng thế còn em dạ em tên là cầm nhung ạ à? biết sao mọi người nhìn em không bởi vì em được làm cùng với bác sĩ nghĩa đấy anh ấy là trường khoa trẻ tuổi nhất ở đây nhìn vậy thôi chứ khó tính lắm dạ em không biết tại sao anh ấy lại chọn em làm cùng nhưng em chỉ vì công việc của em chưa có làm gì đâu mà tại sao mọi người nhìn em sợ thế ạ à? Thôi em cứ kệ đi Miệng đời mà Lúc chị vào cũng thế thôi Mà thôi ăn đi Sắp tới giờ làm rồi đấy Cẩm Nhung gật đầu rồi nhanh chóng ăn cơm Bây giờ ở bệnh viện cũng quen được chị Bích Phượng thế này Cô cũng rất yên tâm Ăn xong cô cùng chị Phượng đi vào Nhưng sực nhớ chiếc xe máy của mình đang ở ngoài kia Bây giờ không ra lấy Tối về sợ đóng cửa Cô gọi chị Phượng lại Nhờ nói dùm bác sĩ Ngọc Nghĩa Để cô vào muộn một chút bởi vì cô đi lấy xe cô đi thật nhanh về phía cổng để lấy xe đang đi thì bóng dáng phía xa thấy một bóng hình rất quen thuộc trông rất giống cao phong người mà bạn cô mong ngóng bấy lâu nay nhưng cậu ấy đang đi bên cạnh một cô gái nào đó chắc có lẽ cậu ấy đã không nhớ tới cô lòng cô rất buồn vì bấy lâu nay gặp lại cao phong mà lại gặp lại trong hoàn cảnh này nhưng cô chỉ là bạn chưa là gì nên anh ta yêu ai đó là quyền của phong cũng đến giờ làm rồi cô nhanh chóng bước thật nhanh về phòng không biết bác sĩ nghĩa có trách cô không đi tới phòng mở cửa ra vẫn thấy cô gái khi nãy chắc hai người ở đây từ lúc cô đi ăn tới giờ cô gật đầu chào và bắt đầu công việc ngọc nghĩa thấy cô quay về anh lên tiếng hỏi cô qua đây giúp tôi chuẩn bị mấy thứ để đi thăm khám cho bệnh nhân dạ vâng ạ à. Mình Hằng lúc này quay qua lên tiếng. Anh Nghĩa này, tối bọn mình đi ăn nhé. Còn bây giờ em đi làm việc đây. Ừ, um, em về làm việc đi. Nói xong Mình Hằng xoay người bước ra ngoài, còn lại Nghĩa và Cẩm Nhung. Cô thấy cô gái đó bước ra ngoài, thì cất tiếng. Người yêu bác sĩ xinh thật đi ạ? À? Ai nói đó là người yêu tôi? Thì nhìn hai người như vậy, không phải là người yêu của nhau ạ? À? Thì không lẽ cô nghĩ rằng ai ở cùng nhau một phòng gặp nhau như thế là người yêu của nhau à hay là tôi và cô ở cùng một phòng người ta cũng gọi là người yêu của nhau dạ em em xin lỗi em không biết nên em nói sai lần sau em không vậy à tôi không trách cô tôi chỉ nói chuyện ấy chuyện gì cũng phải thấy trước mắt chứ đừng có đoán giả đoán non suy lận ấy ai gần tôi cũng là người yêu của tôi như vậy thì chết dở thôi cô làm việc đi Nhung nghe vậy nên không dám nói thêm Quay lại công việc của mình Nếu như bác sĩ Ngọc Nghĩa nói như vậy Thì chuyện lúc nãy cô thấy Cao Phong cũng như thế Nhưng bây giờ cô mới nhớ ra Làm sao mà gặp lại Cao Phong đây Vì khi nãy Cao Phong đi cùng với một người con gái khác Cô cứ tưởng rằng hai người yêu nhau Làm cho cô bỏ lỡ cơ hội gặp lại anh Giờ cô không biết phải làm sao Nếu có duyên thì sẽ gặp lại Bây giờ cô phải lo thực tập Rồi còn có bằng nữa Ngọc Nghĩa nhìn về phía cô bé Bị anh nói cho một trận Nên nhìn về mặt của cô im thinh thít Anh lại cảm thấy có lỗi Đang làm thì thấy tiếng chuông điện thoại reo lên Anh vội vàng nghe máy Ba lại gọi con có chuyện gì Tình hình bà ta Thì ba yên tâm rồi đấy Đừng gọi cho con Nghĩa này Con ăn nói cho cẩn thận Ba cũng là ba của con Con cũng lớn tuổi rồi Ba đi theo bước nữa Không được hay sao Thì bà không nhớ những gì Bà hứa với mẹ của con à? Thì tại sao con có thể ích kỷ đến như vậy? Con qua đây, khám cho gì con đi. Ngọc Nghĩa chưa kịp nói gì thì ba anh đã tắt máy. Anh ngồi im thở dài vì chuyện này. Đang định đứng lên thì tiếng chuông của đứa bạn lại gọi tới. Có chuyện gì? Tối nay rảnh không? Đi nhậu. Tao không rảnh. Bà đến những bữa tiệc xa hoa của mày. Thôi tao bận rồi, tao làm việc đây. Mày mà không đến ý, Tao lại tới bệnh viện tao tìm mày bây giờ Nghe như vậy Nghĩa không muốn thằng bạn của mình tới đây Làm phiền anh Anh đồng ý rồi bước ra ngoài Cẩm nhung thấy bác sĩ Ngọc Nghĩa đi rồi Cô mới thở phào nhẹ nhõm Đúng như chị Bích Phượng nói Bác sĩ Nghĩa khó tính Nhưng mà cô thấy hai người đó đẹp đôi lắm cơ mà Có sao đâu mà nói cô như thế Lần sau cô sẽ không bao giờ dự đoán như vậy nữa Ngọc Nghĩa đi tới phòng của bà Hạ đang nằm Vừa mới bước vào thấy Cao Phong đứng với một cô gái. Nghĩ cũng lạ, nếu cậu ta có bạn gái rồi mà còn giữ tấm hình của Cẩm Nhung, không biết cậu ta đang suy nghĩ gì. Anh đi đến bên cạnh thăm khám cho bà Hạ, trong sức khỏe của bà cũng ổn định, anh lên tiếng. Bà đã khỏe rồi đấy, giờ chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, hôm nay có thể xuất viện. Cảm ơn cháu, cô xin lỗi đã làm phiền, cháu có thể về sống với bà cô được không? Từ khi cháu đi, ông ấy ở nhà buồn giàu vì cháu. Đừng vì cô mà ảnh hưởng đến tình ba con. Có được không nghĩa? Không được. Ba tôi chọn bà, nên sẽ không cần một người con như tôi. Xong rồi đấy, tôi xin phép. Nói xong anh đứng lên rồi bước đi về phía phòng làm việc của mình. Anh không thể đứng ở đây thêm một chút nào nữa. Cầm nhung đang làm thì thấy khuôn mặt của bác sĩ Ngọc Nghĩa trông rất khó chịu. Không phải bác sĩ đi khám bệnh cho bệnh nhân mà trở về khuôn mặt như thế này, cô không dám hỏi nên cứ im lặng và làm việc. Thấy Ngọc Nghĩa đi rồi, Cao Phong đến bên cạnh mẹ. Mẹ có cảm thấy hạnh phúc, khi ở bên ba anh ta không. Anh ta khinh thường hai mẹ con mình như thế. Mẹ con muốn ở trong ngôi nhà đó sao ạ? À? Mẹ không chen chân khi ba mẹ Ngọc Nghĩa. Ông ấy vợ cũng mất, ba con cũng mất thì tại sao mẹ và ông ấy không thể đến được với nhau mà thôi kệ đi con sau này cậu ấy cũng hiểu cho mẹ con cũng không muốn mẹ sống trong ngôi nhà đấy hai mẹ con mình ra chỗ của con ở đi bây giờ con cũng có công việc của con rồi con lại muốn mẹ khổ tiếp hay sao mẹ con vẫn về thăm mẹ thường xuyên con có rời bỏ mẹ đâu à thì nghe hai mẹ con nói chuyện thì cô ta cũng lên tiếng anh ở lại với mẹ em về đây cháu cho bác bà hạ quay qua nhìn bảo thi thực ra bà nhìn ánh mắt cô gái này có lẽ thích con trai của bà cũng nhờ con bé mà con trai của bà mới có công việc sớm bà nở một nụ cười nhìn về phía bảo thi cảm ơn cháu đã đến có cần cao phong đưa cháu về không dạ thôi cháu về được ạ à? thế cháu về hôm nào rảnh qua nhà bác chơi dạ vâng ạ à. Bảo Thi đứng lên bước ra thì bà Hạ lại nói, "Chờ Cao Phong đưa cháu ra ngoài." "Dạ cháu đi được mà bác." Cao Phong nghe mẹ nói thì đứng dậy đi cùng Bảo Thi bước ra ngoài, ra bãi giữ xe, anh dắt xe ra cho cô. Cao Phong đang định bước vào phòng của mẹ thì nhớ ra bác Huy có đưa chìa khóa để anh đưa cho Ngọc Nghĩa, nên Cao Phong đi tới phòng của Ngọc Nghĩa làm. Vừa bước tới gõ cửa thì cánh cửa mở ra, không ai khác chính là Cẩm Nhung Cao phòng bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây Anh rất vui trong lòng Nét vui mừng lộ rõ trong ánh mắt Lúc lên thành phố gặp chuyện không may Anh đã mất số điện thoại của ba Cẩm Nhung Nên từ đó không liên lạc với cô Nhiều lần anh muốn về nơi anh từng sống Nhưng dòng đời đưa đầy Anh không đi được Từ khi anh đi cùng với mẹ Cứ tưởng cuộc đời mình sẽ sang một trang mới Nhưng từ khi bước vào ngôi nhà đấy, người đàn ông không phải ba mình còn có thêm một người anh không cùng dòng máu người anh coi thường hai mẹ con anh rồi từ đó anh quyết định vừa học vừa làm để có công việc hiện tại dù anh không theo kỹ sư lúc ở quê anh định dự học nhưng anh bỏ qua cơ hội đó dù nhỏ tuổi nhưng cao phong được tính tự lập nên bây giờ anh mở được quán cho riêng mình dù không lớn nhưng mà do chính tay anh làm ra thích xe mô tô nên anh đã theo đuổi Cao Phong vui mừng khôn xiết khi gặp Cẩm Nhung ở đây, anh lên tiếng. "Cẩm Nhung, sao sao mày lại ở đây? Mày làm cho tao bất ngờ quá." Nhưng Cẩm Nhung thì trái ngược, sau giây phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Cao Phong đứng đây, làm thế nào mà cô có thể bình thường giống như lúc xưa. Cô rất muốn hỏi tại sao Cao Phong lại không liên lạc cho cô, đang định lên tiếng thì Ngọc Nghĩa lại vang lên. "Có chuyện gì sao?" Có người muốn gặp anh Bảo họ vào đây Nhanh còn đi khám bệnh Dạ vâng Cầm Nhung quay sang nói với Cao Phong Bác sĩ đang ở trong Cậu vào gặp đi Nhìn khuôn mặt của Cầm Nhung không một chút bất ngờ Khi gặp lại anh Chắc có lẽ cô đang giận anh Cũng phải thôi Chơi thân từ bé Cho đến khi anh rời đi Anh nói rằng sẽ gọi về cho cô Nhưng anh lại chưa hề gọi anh thấy có lỗi nhưng bây giờ làm sao mà giải thích cho cô khiến cho cô không trách anh được này cậu có vào không Cao phòng nghe vậy gật đầu đang định bước vào thì ngọc nghĩa nói với cầm nhung cô đi ra ngoài pha giúp tôi một ly cà phê buổi trưa mà uống cà phê à tôi nói cô đi thì cô cứ pha giúp tôi dạ vâng nhìn cầm nhung đi rồi ngọc nghĩa mới yên tâm ngọc nghĩa không muốn cô bé đó biết rằng hai người là quen biết nhau. Cậu qua đây tìm tôi có chuyện gì? Ba anh nhờ tôi đưa chìa khóa nhà cho anh. Cầm về đi, tôi không bao giờ về ngôi nhà đó. Anh không sợ mẹ con tôi chiếm hết ngôi nhà của anh à? Anh đã từng nói chúng tôi vì tiền mà bước vào nhà của anh không phải sao? Anh về nhà mà giữ đi chứ. Thế cậu tưởng tôi sợ hai mẹ con cậu á. Cái thứ như cậu không bằng một góc của tôi. Tài sản nhà tôi Cậu nghĩ rằng hai mẹ con cậu sẽ lấy được sao? Đừng có mơ. Còn bây giờ thì cút khỏi phòng làm việc của tôi. Thấy cậu trông thật là bẩn mắt. Có chuyện gì thế ạ? À? Ngọc Nghĩa quay sang thấy Cẩm Nhung đang bưng ly cà phê vào. Anh liền bỏ tay xuống và phùi phùi đi về phía bàn làm việc của mình. Cạo phòng thấy Cẩm Nhung thì anh không im lặng nữa. Anh đi tới bên cạnh cô. Sao mày không nhìn lấy tao một lần? Tao biết mày giận tao Chiều có thế gặp nhau một chút được không Tôi không có chuyện gì nói với cậu cả Thôi phiền cậu ra ngoài Cho tôi làm việc Mời cậu ra ngoài Bởi vì chúng tôi không có gì để nói Cao Phong nghe như vậy không nói gì nữa Mà chỉ nói một câu Mẹ tao đang ở viện Tí nữa tao làm giấy xuất viện Mày có thể qua thăm mẹ tao được không Cầm nhung nghe vậy thì mới hiểu Tại sao Cao Phong lại xuất hiện ở đây vốn nghĩ cậu ta đi khám bệnh và hiện tại cũng không thể nào tha lỗi cho Cao Phong nhanh như vậy được. Vì Cao Phong cô mới vào Sài Gòn tìm kiếm cậu ta. Nhưng bây giờ nhìn cậu ta không có thái độ gì, ngoài chỉ hơi bất ngờ khi gặp lại cô. Mãi nghĩ thì bàn tay Cao Phong véo vào má của cô. Cô nhanh chóng đẩy ra và nói. Ở đây là bệnh viện, với lại mời cậu ra ngoài, để chúng tôi còn khám bệnh. Cao Phong không ngờ Cẩm Nhung lại xa cách với mình như vậy, tính cách của Cẩm Nhung đã khác xưa. Anh thở dài rồi bước về phòng bệnh của mẹ. Cao Phong đi rồi cô bước vào, thì cũng có bệnh nhân tới khám. Trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ đến chuyện của Cao Phong, cô không nghĩ lại gặp được cậu ta nhanh đến như vậy. Lúc nãy thấy cậu ấy ở ngoài kia cùng với một cô gái, Nhung cảm thấy khó chịu. Cứ nghĩ không biết đến khi nào, nhưng bây giờ gặp lại, lại gặp ở trong hoàn cảnh này. Cô Nhung, cô tập trung giúp tôi. Cô giật mình khi bác sĩ Ngọc Nghĩa gọi, thở dài một hơi và bắt đầu công việc của mình. Ngọc Nghĩa không nghĩ Cao Phong sẽ tới đây, nhưng đã như thế anh sẽ tìm cách, không để cho Cao Phong gặp lại Cẩm Nhung nữa. Đến giờ tan làm, cô nhanh chóng đến phòng thay đồ để đi về phòng trọ. Cởi áo blue xa và bỏ vào trong tủ, cô bước ra ngoài, Cô đang đi tới sảnh bệnh viện thì gặp Nghĩa cùng với chị gái đang đi ra. Cô gật đầu chào hỏi rồi bước đi. Lúc này Ngọc Nghĩa gọi cô. Cầm Nhung. Dạ có chuyện gì không ạ? Ngọc Nghĩa không nói gì, kéo tay Cầm Nhung đi ra ngoài, để lại Minh Hằng đi phía sau và gọi lớn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ Ngọc Nghĩa tự dưng lại cầm tay của cô và kéo ra ngoài bãi xe. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thưa bác sĩ Sao lại kéo em ra đây à Cô lên xe đi Nhưng nhưng em còn về nhà Không có lý do gì Em lên xe của bác sĩ được Lên xe đi rồi nói chuyện Cẩm Nhung cũng không muốn lên Bây giờ cũng muốn về phòng Mấy hôm nay cô rất mệt Cô quay đi đường một đoạn Thì Ngọc Nghĩa đi tới kéo tay của cô Đi tới xe của anh Và sau đó đóng cửa lại Ngọc Nghĩa bước vào xe Nghiêng qua bến phía Cẩm Nhung thắt dây an toàn cho cô, rồi lại lái xe đi. Cầm nhung ngơ ngác hỏi. Anh đưa tôi đi đâu chứ? Tại sao lại ép tôi lên xe? Nhưng Ngọc Nghĩa vẫn im lặng không nói gì, mà phóng xe đi thật nhanh, đi nhanh tới siêu thị. Lúc này điện thoại gọi liên hồi, anh biết số đó là của bạn anh, nên anh cũng mặc kệ. Cao Phong đưa mẹ từ bệnh viện trở về nhà cùng với ông Huy. Nhìn cách ông quan tâm mẹ rất chu đáo, anh cảm thấy yên tâm, anh chỉ tức Ngọc Nghĩa Anh ta bao nhiêu lần xúc phạm mẹ của anh Lần này anh quyết tâm làm việc Sau này sẽ cố gắng thành công Lúc đó không ai có thể coi thường Mẹ con anh nữa Đưa mẹ lên giường Rồi sau đó anh qua coi nói Mẹ nằm nghỉ đi Con đi có chút việc Bà Hạ lúc này ho khủ khủ Cố gắng nén xuống để nói với con Cao phòng này Công việc của con ổn chứ Con về đây sống với mẹ Ai cũng đi hết tí này Thì nhà này còn chỉ có mẹ và dưỡng thôi Con ở bên ngoài cũng được Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên Hiện tại con đang rất bận Mẹ xin lỗi Vì mẹ mà con không theo đuổi được nghề con mơ ước Mẹ đừng có trách mình Giờ con cũng mở được cửa hàng Tự tay Chính con làm đấy mẹ Cái nghề chạy bán mạng như thế Ai mà mong hả con Nhỡ như có chuyện gì thì sao Công việc nào không chọn đi chọn cái nghề chỉ có dán mắt vào xe. Con thích mà mẹ. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi à. Nói xong cào phòng đứng dậy, anh nhanh chóng lái xe tới bệnh viện nơi Cẩm Nhung đang làm việc. Cào phòng không nghĩ rằng bây giờ anh đã gặp được cô. Vụ này cũng tính cuối tháng anh sẽ về nơi mình sống, bởi vì anh rất nhớ nơi đó. Quan trọng hơn là cô bạn thân của mình. Nhưng bây giờ Cẩm Nhung không muốn nhìn thấy anh nữa, làm cho anh rất buồn vừa tới bệnh viện anh đi vào sành thì gặp y tá từ trong chỗ cầm nhung bước ra anh bước tới và hỏi chị ơi cho em hỏi cầm nhung có ở trong đó không ạ à? cầm nhung tan làm rồi em cao phòng gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài lúc trưa cậu nói chiều nay để gặp cô mà tại sao lại quên xin số của cô chứ giờ làm sao để liên lạc đây suy nghĩ một chút anh lại hỏi tiếp chị ơi chị có số điện thoại của cầm nhung không ạ à? Chị cho em xin với Thế cậu là gì của Cầm Nhung Dạ em là bạn cô ấy Nếu là bạn bè sao lại không có số điện thoại Xin lỗi tôi không cho được Em xin chị Em với cô ấy xưa cùng quê Nhưng bây giờ em lên thành phố bị mất liên lạc Bọn em bây giờ mới gặp lại nhau Chị y tá tỏ ra nghi ngờ Xã hội bây giờ không thể nào tin ai được Nên chị lại nói tiếp Nếu muốn gặp lại cô ấy Thì ngày mai tới đây mà gặp Tôi không thể nào cho cậu được Thôi chào cậu Tôi phải đi đây Nói xong chị y tá rời đi Để lại Cao Phong vẫn ngó vào bên trong Nhìn đồng hồ cũng giờ tan ca Nên anh đành phải đi về Ngọc Nghĩa lái xe vào siêu thị Anh quay qua nói với Cẩm Nhung Vào trong mua giúp tôi một ít đồ Anh đưa tôi đi Là đi siêu thị á Chứ cô nghĩ tôi đưa cô đi đâu Ra xe đi theo tôi Cô nghe như vậy thì lùi thủi đi sau người gì mà muốn làm theo ý của mình rõ ràng lúc nãy thấy anh ta đi cùng bác sĩ nữ kia mà tại sao bây giờ lại bắt cô đi theo bước vào siêu thị cô chỉ biết nhìn theo bác sĩ ngọc nghĩa làm gì anh ta lại mua nhiều như vậy nhìn như thế cô lại hỏi sao anh mua nhiều thế nhà anh có tiệc à tôi thích mua anh mua mà không ăn hết là bỏ phí đấy tôi trả tiền hay là cô trả tiền mà cô nói lắm thế à Nghe như vậy Cầm Nhung không nói nữa Cô mặc kệ Mùa sau Nghĩa lái xe về nhà của anh Vừa lái tới chung cư Cầm Nhung vội vàng nói Anh chở tôi về nhà đi Anh đưa tôi tới đây làm gì Để nhà tôi một lát Sau đó tôi đưa cô về Nhưng lên nhà anh làm gì Có một mình anh còn tôi là con gái Quả nam quả nữ không nên Tôi có làm thịt cô đâu Mà tại sao cô nói như vậy Sách đồ phụ tôi Cô nghe vậy thì cầm lên Mua cái gì mà lắm Lại còn bắt sách lên Cuối cùng cũng lên được tới phòng Bước vào tới nơi bác sĩ Ngọc Nghĩa Mà cô cảm thấy choáng ngợp chung cư gì mà đẹp đến thế này Cô đem vào đây giúp tôi Đây Xếp vào tủ cho tôi luôn đi Còn lại một ít thì để bên ngoài Anh nấu ăn à Vậy để tôi về luôn nhé Cô phải ở lại Tại sao anh kiệm lời với tôi thế Mà ngày hôm nay là ngày gì ngày hôm nay là sinh nhật của tôi sinh nhật của anh mà anh bảo tôi tới đây á tôi và anh có quen biết nhau được bao lâu đâu tôi thích như vậy anh ở bệnh viện như thế nào tôi không cần biết nhưng bây giờ tan làm rồi anh bắt thôi làm theo ý của anh là không được tôi tưởng cô nói ít mà bây giờ tôi mới biết cô nói nhiều như vậy im lặng đi tôi nấu ăn thế có cần tôi phụ gì không không cần Cô ra ngoài kia, cô ngồi xuống đi. Cầm Nhung đi rồi, Ngọc Nghĩa bắt đầu nấu nướng. Ban đầu anh muốn đưa cô tới chỗ của bạn anh, nhưng suy nghĩ cô gái này còn trẻ, không nên đến mấy chỗ đấy. Trùng hợp hôm nay là sinh nhật anh, nên anh muốn làm chuyện gì đó. Anh nhớ tới lúc xưa mỗi khi tới sinh nhật, là ba mẹ anh quây quần bên nhau, bên một bữa cơm gia đình. Bây giờ còn có mỗi một mình ba, người phụ nữ kia không phải là mẹ ruột của anh, nhưng không hiểu sao anh lại muốn ăn cơm bữa cơm tại nhà anh cùng cô gái này dù anh biết chỉ quen biết cô gái này không lâu nhưng anh lại có cảm giác rất là thân thuộc Cẩm nhung khi nghe bác sĩ ngọc nghĩa nói như vậy nhưng cô nhất quyết đứng để nấu cơm cùng anh nghĩa thấy cô bé này cũng bướng bỉnh nên anh cũng không nói gì thêm lát sau một bàn ăn chỉ có hai người cầm nhung vì ngại không biết tại sao anh lại đưa cô về nhà nấu ăn còn cô gái ở bệnh viện Thì như thế nào Này Anh đưa tôi về đây Thế còn cái chị bác sĩ ở bệnh viện thì sao Anh làm như vậy Ở bệnh viện người ta đồn đoán Chỉ, chỉ làm cùng nhau thôi Mà bị nói Bây giờ làm thế nào Anh chết với tôi đấy Tôi không quan tâm Thì cô sợ cái gì Kệ người ta đi Mắt thấy tai nghe Làm cái gì cho mệt Cô cứ bình thường đi Bình thường làm sao được Em mới vào thực tập không lâu Đi với bác sĩ thế này tôi không quan tâm, nhưng mà em quan tâm, dù gì em với anh có phải là quen thân gì đâu, tại sao lại làm thế chứ? Anh có ý gì? Ăn đi, tí tôi đưa những tài liệu liên quan tới công việc cho cô. Thôi ăn đi, ngồi hết bây giờ. Cô nghe bác sĩ nói rằng đưa những tài liệu liên quan tới ngành nghề của cô thì cô rất vui, trong thời gian thực tập này cô cũng cần những thứ liên quan đến công việc để cô có thể nắm bắt nhanh hơn sau khi ăn xong cô dọn dẹp còn Ngọc Nghĩa thì bước vào phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ trong phòng bếp cầm nhung đi ra phòng khách đúng lúc Ngọc Nghĩa đang cầm sắp tài liệu bước đến bên ghế cô ngồi xuống đây dạ vâng hai người đang thảo luận thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài làm gián đoạn chuyện mà họ đang bàn bạc Ngọc Nghĩa đứng lên đi về phía cửa mở cửa ra thì bà Anh đang đứng bên ngoài ông Huy lên tiếng con không mời ba vào sao? Giờ này ba phải bên người phụ nữ của ba chứ. Sao ba lại đến đây? Sinh nhật của con, ba không thể nào đến đây được sao? Nói xong ông bước vào thì thấy một cô gái đang ngồi trên ghế. Lâu rồi ông không thấy con trai mình đưa bạn gái về nhà. Điều này làm cho ông bất ngờ. Cẩm nhung thấy người đàn ông lớn tuổi, cô vội vàng đứng lên. Dạ cháu chào bác. Chào cháu, cháu tới chơi đi à? Mà cháu là gì với con trai của bác. Dạ cháu chỉ người yêu của con đấy ạ, à? ba hỏi làm gì? Cẩm Nhung hơi bất ngờ khi bác sĩ giới thiệu cô là người yêu của anh, cô định lên tiếng phản bác thì Ngọc Nghĩa đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cô. Chuyện của chúng con ba không cần phải quan tâm. Bây giờ con phải đưa cô ấy về. Nếu ba qua đây để nói con về nhà thì con không bao giờ về ngôi nhà ấy. Và con cũng có người yêu rồi. Ba cứ yên tâm ông huy nhíu mày nhìn con trai mình mình đã một tay nuôi nấng nó bây giờ nó lại trở nên như vậy ông biết do ông nên khi xưa vợ ông mới rời xa ông và ngọc nghĩa sau này ông đi bước nữa thì nghĩa lúc đó ông không quan tâm đến cảm nghĩ của con người con gái ngọc nghĩa yêu vì ông ngăn cấm cũng bỏ anh mà đi ông cảm thấy rất hối hận nên bây giờ nghĩa rất hận ông ông biết đã sai khi đã bắt ép con làm theo ý của mình sau này mãi không thấy Ngọc Nghĩa có người yêu, ông mai mối cho con nhưng anh luôn lắc đầu từ chối. Bây giờ khi nghe con trai nói có người yêu, trong bụng ông cảm thấy rất vui. Ông cũng để cho con mình tự do theo ý của nó, không thể nào dẫm vào vết xe đổ trong sai lầm của quá khứ. Ông thở dài khi mà Ngọc Nghĩa nói như vậy. Ông nhớ hôm nay là sinh nhật của Nghĩa, ông biết Nghĩa muốn một bữa cơm nên ông để bà hạ ở nhà mà mua những món ngọc nghĩa thích đem qua nhưng bây giờ anh nói như vậy thì ông đành đặt đồ xuống những món con thích ăn ở đây con lấy ra mà ăn nhé ba về đây ba đem về mà ăn con ăn uống xong rồi ông huy không nói gì nữa nhìn về phía món ăn trên bàn nhưng ông không cầm nó đi chỉ đứng lên đi về phía cửa nhìn ba mình đi rồi ngọc nghĩa cầm những món đồ mà ông mang đến ném vào thùng rác cầm nhung nhìn những hành động nãy giờ của nghĩa cô cảm thấy anh tại sao lại ghét ba mình đến như vậy cô cất tiếng hỏi dù gì cũng là ba anh mang tới tại sao anh lại ném đi như vậy kệ tôi anh đúng là khó hiểu mà anh cho em mượn hết tài liệu này có phải không mà lúc nãy tại sao lại giới thiệu với ba anh em là người yêu của anh chứ em với anh không có là cái gì cả nhìn khuôn mặt của ngọc nghĩa vẫn không trả lời Cô đứng dậy lấy áo khoác Ôm lấy tập tài liệu Và lên tiếng Cảm ơn anh đã cho em mượn Em về đây à Nói xong cầm nhung đi ra cửa Cô ngước nhìn vào vẫn thấy Ngọc Nghĩa ngồi im Không nhúc nhích Cô không hiểu từ khi ba anh ta đến Là khuôn mặt của Nghĩa không như lúc ban đầu Nên cô không dám nói nhiều Chỉ lặng lẽ bước đi Đóng cửa nhẹ nhàng Cô đi xuống lầu rồi nhìn ra Thấy một chiếc grab phía xa Cô vẫy lại bởi nơi đây cũng gần phòng trọ nơi cô sống Ngồi lên xe chuẩn bị rời đi thì nghe phía sau có tiếng Cẩm Nhung, cô dừng lại cho tôi Cô quay lại thấy Ngọc Nghĩa đang chạy tới làm cô đập vai của anh xe Grab dừng lại Cô bước xuống Có chuyện gì ạ? À? Để tôi đưa cô về Tại sao cô đi? Cô lại không nói với tôi một tiếng Ơ, ừ, em có chào mà Tại do anh, anh Mải suy nghĩ Phòng trọ em cũng gần đây em tự về được cảm ơn anh chưa kịp nói xong thì ngọc nghĩa rút tiền từ trong ví và đưa cho anh grab nhưng bị từ chối bởi vì chưa chở khách nên anh ta không lấy tiền cô thấy như vậy có phần tức giận anh đang làm cái gì thế tại sao chuyện gì anh cũng tự quyết trong khi đó tôi và anh chỉ là đồng nghiệp của nhau cô cứ nói đi nói lại câu đó cô không cảm thấy chán à đứng đây chờ xe của tôi ngọc nghĩa bước đến và lái xe tới chỗ mà Cẩm Nhung đang đứng. Cẩm Nhung hết biết nói sao đành trèo lên xe ngồi, cô không dám nói gì chỉ ngồi im lặng trong xe. Vừa mới tới nơi thì Cẩm Nhung lên tiếng. "Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi chuyện tối nay, khi nào rảnh tôi kể cho cô nghe." "Không sao đâu, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tôi vào nhà đây." "Cảm ơn cô." Nói xong cô vui vẻ ôm những tập tài liệu bước vào phòng đặt những tập tài liệu để trên bàn rồi cô bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô bước xuống giường khi đôi mắt đang còn nhắm, đang còn mở bởi vì hôm qua cô thức khuya để xem tài liệu nên bây giờ mắt cô mở không nổi. Cô tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi nhìn vào đồng hồ sắp tới giờ đi làm. Ôi thôi xong cô rồi. Nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô chợt nhớ ra xe đang còn ở bệnh viện cũng tại Ngọc Nghĩa mà bây giờ cô phải như thế này cô luống cuống tìm xe ôm thì có tiếng gọi phía sau lưng cầm nhung lên xe đi cô ngạc nhiên khi ngọc nghĩa đến đây đón mình bước đi thật nhanh đến xe của anh đang đậu bên kia đường anh đến đón em ạ à? hôm qua tôi đưa cô đi xe cô đang còn ở bệnh viện lên xe đi nhanh lên tới giờ làm rồi cô nghe như vậy thì vội vàng lên xe vừa mới tới bệnh viện lại tới bãi giữ xe Cô nhìn xung quanh xem có ai hay không Ngọc Nghĩa thấy như vậy thì hỏi cô Cô làm như là đi ăn trộm vậy hả Thì đi ăn trộm thật mà Xem có người nào không để mà xuống chứ Hôm qua đi cùng với anh Sáng nay đi cùng anh Ai bảo lại bảo Em đi qua đêm cùng anh thì sao Cô làm ơn nghĩ trong sáng dùm tôi Không lẽ ai như thế Cũng qua đêm với nhau à Thì phải phòng cho chắc Em sợ mang tiếng lắm không có miếng mà có tiếng Thì chết em à Đúng là trẻ con Thôi đi vào làm Ai nói gì kệ người ta Quan tâm làm gì Trước mắt đi Cô cứ lo thực tập cho xong đi Vâng vâng Em cảm ơn bác sĩ Nhìn bên ngoài không thấy ai nữa Cô mở cửa ra và chạy thật nhanh vào bên trong Lấy áo bờ lù mặc vào Rồi nhanh chóng đi vào phòng Chuẩn bị bước vào Thì lại gặp chị Bích Phượng đi qua cô Chị Phượng ạ à? Ừ đến rồi đi à Bà này, hôm qua có cậu thanh niên nào hỏi em với cả xin số điện thoại của em mà chị không cho đấy. Tại chị sợ họ làm phiền em. Có cái gì hôm nay cậu ấy sẽ đến. Nhung nghe vậy thì biết là ai đang tìm mình. Hiện tại bây giờ cô không muốn gặp Cao Phong nên cô cũng nói luôn. Cảm ơn chị. Nếu còn thấy cậu ấy nhờ chị nói là không có em ở đây nhé. Bà là ai? Sao lại không gặp? Có phải cậu ta... Bạn cũ của em khi nào rảnh em kể chị nghe. Ừ, thế vào làm việc đi. Chị mới thấy bác sĩ Ngọc Nghĩa vừa mới vào phòng đấy. Lần đầu tiên thấy anh ta đi muộn. Chị Bích Phượng rời đi thì cô nghĩ không lẽ vì đến đón cô mà bác sĩ Ngọc Nghĩa đi muộn như vậy. Thấy có lỗi nên cô bước vào. Vừa vào thấy Nghĩa đang ngồi bấm máy tính, cô quay qua dọn dẹp, chuẩn bị dụng cụ cho việc khám bệnh thì Ngọc Nghĩa gọi cô. Bánh mì tôi để trên bàn của cô, cô lấy mà ăn đi. Dạ, em không đói. Ăn đi, hôm nay cuối tuần, đông người tôi khám, ăn cho có sức. Dạ, em cảm ơn. Thật ra cô cũng chưa ăn gì nên bây giờ bụng cô rất đói. Cô đi tới lấy ổ bánh mì và ngồi ăn ngon lành, không nghĩ Ngọc Nghĩa lại chu đáo với cô như vậy. Đã sao bệnh nhân tới khám rất đông, làm cô quay cuồng vào công việc, nhìn bác sĩ Ngọc Nghĩa quan tâm chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo. Anh dặn dò các bệnh nhân từng ly từng tí. Trong lòng Cẩm Nhung lại càng thêm phần ngưỡng mộ. Cô chăm chú nghe những gì bác sĩ Nghĩa nói với bệnh nhân để học hỏi và nhằm giúp cho công việc sau này của cô. Đến trưa bệnh nhân cũng vắng, cô sắp xếp lại bàn làm việc, khử khuẩn những thiết bị y tế vừa mới khám bệnh xong. Quay qua thấy bác sĩ Nghĩa đang xoa đầu, cô bước tới và hỏi: "Anh mệt à?" "Ừ, tôi hơi đau đầu một chút. Có cần lấy thuốc không ạ?" À? em đi lấy cho anh thôi ngồi một tí tí đi ăn cơm chưa thế anh không đi ăn à lát tôi đi nghe như vậy cô không nói nữa mà bước ra ngoài đi xuống căng tin để ăn trưa. nhưng cô nghĩ bác sĩ ngọc nghĩa đau đầu nên cô đi tới căng tin nói với nhân viên ở dưới pha dùm cô một ly nước chanh vừa cầm lên tới phòng thì cô lại gặp chị bác sĩ nữ hôm qua đi cùng với ngọc nghĩa đang bước vào nhưng lại không thấy anh nghĩa đâu cô thấy vậy cầm ly nước chanh vào theo sau đặt lên bàn của nghĩa rồi xoay người bước đi thì chị nữ bác sĩ bên cạnh nói với cô cô quan tâm bác sĩ quá nhỉ cô nghe vậy không biết trả lời sao bởi thấy bác sĩ ngọc nghĩa kêu mệt cô chỉ đưa một ly nước chanh chứ cô có ý gì đâu cô luống cuống trả lời dạ em thấy bác sĩ kêu mệt nên sẵn tiện em xuống căng tin đem lên cho bác sĩ thôi ạ à. Minh Hằng nghe như vậy thì cười, áp vào tai của Cẩm Nhung và nói: "Cô chỉ là thực tập, làm phiền tránh xa Ngọc Nghĩa ra." Cẩm Nhung khi nghe những gì Minh Hằng nói, làm cô thụt lùi về phía sau, cô chuẩn bị nói thì cánh cửa mở ra. Ngọc Nghĩa bước vào tay cầm một ly cà phê, đi tới bên bàn làm việc, ngồi xuống và lên tiếng: "Minh Hằng, em qua đây hồi nào? Không nghỉ ngơi à? Mà tại sao hai người có chuyện gì thế?" minh hằng nhìn sang cầm nhung rồi nói giờ còn sớm nên chưa có bệnh nhân em qua đây để tối dẫn anh đến chỗ này hay lắm hôm qua anh thất hẹn với em rồi đấy với lại em chỉ bảo cho cô bé này để làm tốt việc hơn có cái gì chỉ bảo cho cô bé thôi em về làm việc đi dạ em về làm việc đây chiều gặp lại anh nói xong minh hằng bước đi ngang qua cầm nhung cô ta liếc ra hiệu cảnh cáo cầm nhung không được nói những gì trước đó xảy ra Cô nhìn thấy vẻ mặt của chị ta, làm cho cô hơi lo sợ. Chị ta nói bảo cô tránh xa Ngọc Nghĩa, nhưng cô với anh ta đâu có chuyện gì với nhau. Mọi người lại hiểu nhầm cô nữa rồi. Nhưng nhìn thái độ của chị ta, có vẻ như chị ta thích Ngọc Nghĩa nên mới nói với cô như vậy. Cô thở dài rồi đi tới bàn làm việc của mình. Ngọc Nghĩa thấy khuôn mặt của Cẩm Nhung giống như có chuyện gì đó xảy ra, anh lên tiếng hỏi. Có chuyện gì à? cầm nhung trả lời tôi cô giật mình với tiếng gọi của ngọc nghĩa cô ngước lên nhìn và trả lời dạ anh cần gì à tôi hỏi cô là có chuyện gì mà khuôn mặt cô như người mất hồn cô trở nên bình thường cho tôi làm việc tinh thần cao để xử lý nhiều tình huống chứ đừng có suốt ngày làm cái khuôn mặt như vậy cô nghe ngọc nghĩa nói làm cho cô ngơ người hết chị ta bây giờ tới nghĩa làm cho cô cảm thấy khó chịu dạ vâng em biết rồi em làm việc đây sắp tới giờ tan làm nghe tiếng gõ cửa cầm nhung biết là chị ta đến cô đến mở cửa ra thì minh hằng đi thẳng vào trong cô thấy như vậy không nói thêm mà đi tới lấy túi sách của mình dạ xin phép bác sĩ cho em về trước ngọc nghĩa đang làm ngước lên nhìn thấy minh hằng đang đứng bên cạnh mình thì anh nhìn qua nhung ừ cô về đi tôi cũng chuẩn bị về giọng minh hằng lúc này vang lên em cứ về đi nhá chị với anh nghĩa về sau chào em dạ vâng ạ chào anh chị cô nói xong rồi bước ra ngoài cô không nghĩ chị ta lại hai mặt như thế sau lưng ngọc nghĩa nói với cô giọng nói sắc bén nhưng trước mặt cô thì giọng nói ngọt ngào làm cho cô dùng mình nổi cả da gà cô đi tới bãi xe lấy xe của mình vừa mới chạy ra thì gặp cao phong đang đứng từ ngoài cổng Cô thấy như vậy thì lái xe đi, nhưng Cao Phong đã đuổi kịp cô. Cứ như vậy, cô cứ lái xe đi, nhưng Cao Phong lại chạy lên chặn đầu xe của cô lại. Cô thắng xe lại, cũng may đi chậm, chứ không biết sẽ như thế nào. Cô tức giận. Cậu muốn chết à? Cậu đang làm chuyện gì thế kia? Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp lại cậu. Cao Phong bỏ xe và đi xuống bên cạnh cô. "Tao xin lỗi. Tao không làm thế." mày mày có dừng lại nói chuyện với tao không vào quán cà phê kia nói chuyện có được không không tôi không muốn mày không gặp tao thì tao đứng đây nói chuyện với mày cô nhìn xung quanh mọi người đang nhìn cô nên cô không thể làm cách nào khác đành phải gật đầu bước vào quán cà phê bên đường cô lặng lẽ ngồi xuống bây giờ cô nghĩ rằng trốn tránh cũng không phải là cách hay giờ cô để cao phong giải thích chuyện đã qua Tại sao lại không liên lạc cho cô? Cậu nói đi, tôi bận không có nhiều thời gian đâu. Cao phòng đứng lên kéo ghế, ngồi sang bên cạnh Cẩm Nhung. Cậu ngồi xa ra, đừng có ngồi sát bên tôi. Mày đừng giận tao nữa có được không? Tao biết mày giận tao nhiều lắm, nhưng mà tao có nỗi khổ của tao, mày phải hiểu cho tao chứ. Cậu bảo tôi hiểu cho cậu á? Thế cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Cậu nói lên Sài Gòn. Cậu liên lạc với tôi cơ mà, cậu về thăm tôi cơ mà. Thế mà tao xin lỗi. Tao cứ tưởng lên Sài Gòn, tao sẽ có một cuộc sống mới sẽ tốt hơn. Nhưng mà cuộc sống của tao không như ý muốn, ngành tao muốn nhưng đã không thành hiện thực. Tao rất muốn chỉ có hai mẹ con tao sống như ở quê. Tao thương mẹ để bà lên đây nhưng cuộc sống của tao xung quanh chỉ là bốn bức tường. Họ thương mẹ tao nhưng không coi tao là con của họ chỉ sau này tao tự lập mới có thể đứng vững trên mảnh đất này mày biết không lúc lên đây tao bỡ ngỡ tao muốn về quê nhưng ra đường nhiều cạm bẫy tao mất số ba mày tao không có gì cả tao không thể nào gọi về cho mày được lúc đó tao rất buồn tao phải bỏ học đi học nghề bây giờ tao có một cửa hàng riêng của tao rồi tao chỉ mong mày bỏ qua cho tao có được không cẩm nhung à Cầm nhung nghe những gì Cao Phong nói Cô không nghĩ cuộc sống của Phong lại như vậy Cô cứ tưởng Cao Phong lên thành phố Sẽ có một cuộc sống tốt Vì cô nghe mẹ Cao Phong nói rằng Quay một người đàn ông rất giàu có Ở trên đây Nghe Cao Phong nói như vậy Bây giờ cô lại cảm thấy Cô đã nghĩ sai cho Cao Phong Cô ngước nhìn và nói Có rất nhiều cách để liên lạc cơ mà Nhưng mà Cậu nói như vậy Thì tôi nghe vậy thôi những gì tao nói là sự thật Mày tin tao đi Giờ, giờ mày qua cửa hàng của tao không? Không, tôi muốn về Cao Phong nghe như vậy cũng không ép được Nhung nữa Anh nói tiếp Vậy mày tha lỗi cho tao, có được không? Mấy năm nay mày học ở trên này thế nào? Có ổn không? Sau ngày xưa mày bảo mày học có buôn mây thuật cơ mà Tôi lên đây đi học Bởi vì tôi muốn tìm cậu Để muốn hỏi tại sao lại không liên lạc với tôi nhưng không gặp được cậu ở đây Tao không nghĩ vì tao Mà mày lên đây học Tao xin lỗi Mấy năm nay tao không ở đây Tao theo một người chú họ ra Hà Nội Chú ấy dẫn tao ra đó học nghề Tao mới về đây được có vài tháng Thế bây giờ mẹ cậu thế nào Hôm qua tôi bận không qua được Lúc qua thì biết tin mẹ cậu về rồi Bà bị đau dạ dày Với lại lớn tuổi Đủ thứ bệnh cho người Mày hãy xưng hô giống lúc xưa Có được không Nhung Nghe thế này tao thấy kỳ kỳ Chỉ không gặp cô mấy năm Mà nhìn mày khác nhỉ Cảm ơn mày Mày cũng không khác gì tao Nhìn phong độ hẳn ra đấy Có người yêu rồi có phải không Cao Phong nhìn cầm nhung khó hiểu Bởi vì anh làm gì có người yêu chứ Ai mà không trưởng thành Nhìn mày khi xưa gầy Thân hình mảnh mai Bây giờ nhìn mày không khác gì gái thành phố mà tao làm gì có người yêu sao mày hỏi thế cầm nhung khi nghe cào phòng nói như vậy trong lòng cô có chút hụt hẫng chính mắt cô thấy mà bây giờ lại nói là không có người yêu nếu vậy cô không hỏi thêm nữa thôi tao về đây hôm nay tao mệt để tao đưa mày về nhưng à mày cho tao số điện thoại của mày đi có gì liên lạc cho nhau chứ không gọi mày lại trách tao hai người trao đổi số điện thoại cho nhau sau đó đứng lên thanh toán rồi trở về cao phong đưa cẩm nhung về phòng trọ nhưng cẩm nhung không cho cao phong vào nên anh đành quay về cũng may cô hiểu cho anh gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ anh cảm thấy thoải mái hơn một chút bao lâu nay điều này đã làm cho anh khó chịu anh quay xe trở về cửa hàng của mình cẩm nhung nhìn theo bóng dáng của cao phong đã đi mặc dù cô tha lỗi cho cao phong nhưng cảm giác không còn như xưa nữa dù muốn giận anh thật lâu Nhưng khi nghe những gì Cao Phong nói Lại làm cho cô cảm thấy động lòng Tính cô dù rất muốn giận lâu Nhưng nghe những lời giải thích Cô lại siêu lòng ngay Dù gì Cao Phong cũng là người bạn Từ nhỏ đến lớn của cô Giờ trong lòng cô cũng thoải mái hơn rất nhiều Khi nghe lời giải thích của Cao Phong Nên cô không còn suy nghĩ gì nữa Mà lấy quần áo đi tắm rửa Lúc tan làm xong Ngọc Nghĩa đi cùng Minh Hằng đến quán hát Bởi vì Minh Hằng là người học cùng anh thời đại học Minh Hằng cũng là con gái của giám đốc bệnh viện Nơi mà anh đang làm việc Vừa bước vào thấy mọi người đông đủ Anh quay qua Hỏi Minh Hằng Sao mọi người lại ở đây Em tổ chức sinh nhật cho anh Vì hôm qua anh không chịu đến Anh thấy thế nào Ngọc Nghĩa vì hôm qua không cho Cầm Nhung gặp Cao Phong Với lại ngày sinh nhật của anh Chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình nên anh không muốn đến chỗ đông người bây giờ mọi người tổ chức thế này anh cũng hơi không thích nhưng lỡ rồi anh bước đến bên ghế và ngồi xuống cầm chiếc micro và nói tôi cảm ơn mọi người đã tổ chức hôm qua tôi có việc nên không đến được mong mọi người lượng thứ tôi không nghĩ rằng anh em lại tổ chức lại cho tôi người cảm ơn ấy là minh hằng ấy chứ minh hằng tổ chức lại cho mày đấy ngọc nghĩa khi nghe người bạn trai kia nói anh quay sang nói với minh hằng cảm ơn em nhé dạ không có gì đâu ạ à. anh vui là em vui rồi thôi chúng ta chơi với bạn đi ngọc nghĩa ngồi xuống cùng bạn bè nói chuyện rồi cùng nhau uống bia lát sau mọi người ngà say minh hằng nhìn sang ngọc nghĩa thấy anh đã say mèn cô ta nhờ người bạn gần đấy đưa ngọc nghĩa ra xe minh hằng lấy chìa khóa từ trong túi của ngọc nghĩa rồi lái xe về trung cư của mình cầm nhung tắm giặt rũ xong xuôi Cô ăn vội mì tôm rồi trèo lên giường ngủ Bởi vì mấy hôm nay bệnh nhân hơi đông Nên cô không có thời gian nghỉ ngơi nhiều Cô nhắm chặt mắt Rồi đi vào giấc ngủ Sáng hôm sau vừa dậy vệ sinh cá nhân Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Cô đi ra mở cửa Thì nhìn thấy Cao Phong đang đứng ở bên ngoài Mày làm gì tới đây sớm vậy Qua đón mày đi làm Thay đồ đi Tao đưa mày đi ăn sáng Mày với tao có làm cùng nhau đâu Mà đưa đi làm cửa hàng của tao mở muộn cũng được lâu rồi tao với mày mới gặp lại nhau vào thay đồ đi ừ thế mày ngồi chờ tao một tí nói xong cầm nhung bước vào phòng thay đồ hai người không đi cùng một xe cào phòng đi trước để dẫn đầu cầm nhung đến một quán phở có tiếng ở sài gòn hai người vừa bước vào thì cầm nhung thấy ngọc nghĩa cùng với minh hằng đang ngồi ăn cùng nhau ở góc bàn bên kia nhưng quần áo ngọc nghĩa mặc trên người là của ngày hôm qua Vậy là hai người kia có gì với nhau Nên chị Minh Hằng mới nói với cô rằng Tránh xa Ngọc Nghĩa ra Cầm nhung mặc kệ không để tâm tới hai người vừa rồi Cô với Cao Phong chọn một bàn phía xa cùng nhau ăn sáng Vì chuyện của hai người họ ở cùng nhau Thì đâu có liên quan đến cô chứ Cầm nhung Mày đang nghĩ gì đấy Lo mà ăn đi chứ Ừ, tao ăn đây Cầm nhung tranh thủ ăn để còn kịp đến bệnh viện Hai người hẹn nhau cuối tuần qua tiệm của Cao Phong chơi. Ăn xong Cao Phong đi ra tính tiền, sau đó cùng nhau rời khỏi quán. Trong lúc chờ Cao Phong, Cầm Nhung nhìn sang phía bên Ngọc Nghĩa cùng với chị Minh Hằng. Chắc hai người đó cũng ăn xong rồi. Thấy chuẩn bị đứng lên, cô liền quay mặt sang hướng khác. Những tưởng Ngọc Nghĩa đi rồi, nhưng không ngờ anh lại nhìn thấy Cầm Nhung nên anh bước tới. Qua thấy Ngọc Nghĩa đứng bên cạnh, Cầm Nhung bước lên làm như bất ngờ. Tình cờ vậy à? Anh chị cũng đến đây ăn sáng à?" Minh Hằng lúc này nói cười chen vào. "Em đến đây ăn hồi nào mà chị không thấy nhỉ? Dạ em vào lúc nãy, chắc đông khách quá nên không thấy anh chị. Vậy đi làm cùng anh chị luôn nhé." "Dạ không, anh chị đi trước đi ạ, à? em đang chờ bạn." Vừa mới dứt lời thì Cao Phong đi tới. "Tính tiền xong rồi, mình đi thôi." Cao Phong thấy Ngọc Nghĩa đứng bên, anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng anh già vợ không quen biết Sau đó quay bước đi ra ngoài Cầm nhung lúc này cũng chào Ngọc Nghĩa Rồi đứng lên để đi cùng với Cao Phong Ngọc Nghĩa thấy cầm nhung đi cùng với Phong Anh nghĩ sao giờ này Hai người lại thân thiết như vậy Kế hoạch của anh bây giờ phải mau chóng Tán đổ cô bé này Ngọc Nghĩa khó chịu trong bụng Bởi hôm qua anh uống nhiều quá Nên bây giờ anh không được tỉnh táo Cũng may mình hàng đưa anh về ngủ Chứ không biết hôm nay anh có thể đi làm được không? Nhìn hai người kia làm anh bất giác mỉm cười. Anh phải nhanh chóng làm theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Ngày mai anh phải về nhà để ở, không để mẹ con Cao Phong tự do thoải mái, muốn làm cái gì thì làm. Ngọc Nghĩa bước ra ngoài thì thấy Cao Phong cùng với Cẩm Nhung đã rời đi. Anh leo lên xe chuẩn bị lái đi, nhưng nghe tiếng gọi đằng sau của Minh Hằng. Ngọc Nghĩa, chờ em với. Như thể Ngọc Nghĩa không nghe thấy Minh Hằng gọi, anh cứ như vậy lái xe rời đi Mình Hằng phải bắt xe taxi Bởi vậy mà cô ta tức giận Từ lúc gặp Cẩm Nhung Thì Ngọc Nghĩa đã rất khác Mình Hằng với sắc mặt khó coi Cô sẽ đến nói với ba mình Cho Cẩm Nhung chuyển đi chỗ khác Mới tới mà muốn giành Ngọc Nghĩa với cô sao Đừng có mơ Nghĩ xong cô ta đi ra ngoài Và vẫy một chiếc taxi gần đó Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái tiên nhung của chúng ta đã gặp lại Cao Phong và tình cảm thì không còn như ngày xưa nữa. Bởi vì hai người đã trưởng thành cách nhau 4 năm thì mọi thứ có thể không còn được như xưa. Nhưng không biết tình cảm của Cao Phong dành cho Tuyết Nhung là như thế nào. Liệu rằng đó có phải là tình cảm nam nữ hay không? Và sự xuất hiện của Ngọc Nghĩa là một dấu chấm hỏi mà Tâm An cũng đang vô cùng thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì sẽ xảy đến với những người trong câu chuyện này nhé. Và chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.